Rồi em chào anh Thô. Ở đây là vườn của mình, đây là cái vườn là địa chỉ chính xác là nó đâu anh Thô? Đây là địa chỉ chính xác là thôn 6, Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Dạ. À, Cái vườn vườn cây sầu riêng của mình đây là đoạn kiến thiết này là được mấy năm rồi anh? cái cây này là trồng năm 2020, tháng 4 2020. Tháng 4 2020. Ừ, tháng 4 Dạ. 2020. Dạ. Thì có biết là anh có sử dụng cái cặp đôi Flori Ultra cộng cái Inorin đó để phun cho cái giai đoạn kiến thiết này để cho nó phát triển về thân lá, thì sau 2 lần anh sử dụng thì cái cảm nhận của anh Phong nó như thế nào anh? Trước khi anh sử dụng thì nó như thế nào? Cái Nói chung chồn là trước khi chưa chưa sử dụng nó. cái dòng sản phẩm đó là cái cây này là nó cũng không có được mà cái lá nó xanh gì đâu, Dạ. lá nó xanh như thế này đâu, Dạ. mà nó không có bóng. Nó không bóng. Ừ, nó không có bóng. Dạ. Mà khi mà xịt cái lần đầu á thì thấy khoảng chừng 3 4 ngày sau á, là thấy nó Lá cái lá nó bóng, nó bóng. nó hơi bóng, nó bóng hơn Dạ. cái lúc mà mình chưa xịt. Dạ. Nó là như vậy. Rồi sau Còn đó thì sao nữa? thì bắt đầu là lần thứ hai này, bây giờ nó đi đọt này, Dạ, đọt nó rồi. cái đọt nó đã đi nè, Dạ. thế này đi đọt đây. Nó đi có nhanh không anh? Và thấy cái lá nó như thế nào? Anh Nên cảm giác lá nó có dày không? Nó có cái này thì dày, thằng nó có này thì nó sần. dày hơn rồi, nó dày hơn cái thằng Dạ. cũ rồi. Dạ. Đó nè. Nhìn những cái lá dưới này thì nó trong này là nó còn ấy của nó nè, nó còn cũ của nó nè. Dạ. Nó cũ của nó nè. Những lá này là lá cũ của nó này, còn những cái tàu này là những cái lá này là lá mới của nó này, Dạ đi mới của nó này mình tiếp tục mình đi thêm mấy cái cây này đó. nữa thì nó như thế nào. Đây là đây này, nó bung ra này. Lần đầu Nói tiên chung mà mình xài là là bao nhiêu ngày rồi ta, cái cử đầu tiên cử đầu tiên là hôm thứ thứ sáu tuần trước, nó tầm khoảng 13 14 ngày vậy, đó là cử đầu tiên đúng cử đầu tiên không? Rồi cái cử thứ hai là mình mới mới phun cách đây xịt ba cách ngày. đây 3 ngày. Dạ. Đó. Nó khi mà nó ra đọt, cái hầu cái cũ của nó là nó vẫn đi đọt chứ không phải là không, nhưng mà cái đọt của nó không được mập. Không có mập đột đúng không? Nghe thằng này thấy mập mập đọt này. Mập đột. Và lá nó có bung nhanh không anh? Cái Nó đi đọt thì nó thấy ra nhanh được, không? thấy thấy thì sản phẩm này thấy đi đọt thì cũng được á, Dạ. cũng ấy đó. Mình cái đi dạo thêm một số cây. Về tổng quan là tất cả các cây là anh đều thấy nó như Nó đi như thế. đọt. Dạ. Lá thì nó xanh nhưng mà nó dày đúng không? Đúng rồi, xanh dày Dạ. hơn nè, mình rờ rờ vô mình thấy nó dày hơn. Đây, Dạ. những cái cây đây nè, những cây nhỏ 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 đó là nó phát triển đó. À, là lúc trước là nó đưa luôn hay sao anh? Nó trước kia là nó không phát triển, Dạ. nó bây giờ nó bung đột Bây ra giờ nó đọt bắt đầu đó. nó đã bung. Những cây dưới kia cũng vậy đó, cây dưới kia nó đương bung đột đó. Là trước khi mình xử lý là nó đưa là nó chưa thấy cái gì luôn đúng không? Nó chưa có cái Dạ. có hiện tượng mà nó đi đọt, bây giờ là nó đi đọt đó. Dạ. Dạ rồi, cảm Đây ơn này, anh, thì để những cây coi đây nữa thử nè, tiếp tục mình theo dõi tiếp. như cây này nè, đây nè, bây giờ đi À, đọt mạnh nè. dạ là trước cái lúc mình xịt là nó vẫn còn đưa, chưa thấy Nó chưa có chưa việc chưa bung nó như thế này. Dạ. nó chưa có đi đọt kìa, Thì sau bây giờ xịt vô thì thấy sau nó đi đọt nè. À, dạ. những cái bây giờ nó ra những cái nắp này nữa nè, những cái nắp chồi nữa nè, đáy chồi nè, Bung đều ra. đi thêm ra đó. Dạ. Sau này anh đi anh sẽ cảm nhận là những cái dàn lá mới này nó sẽ dày và nó sẽ to hơn những cái bên trong này, thì cái điều đó nó thể hiện là cái việc là nó cân đối được cái dinh dưỡng và nó đầy đủ dinh dưỡng thì các cái dàn lá sau nó sẽ đẹp hơn, xanh dày và nó to lá hơn. Cái cây đó đó, Dạ. cây đó cũng được đó, cái cây đây rồi. Hồi lần đầu tiên mà trồng nó là mua giống về là nó tốt lắm á, chứ không phải là nó xấu vậy đâu. Dạ. Trồng lần lần cái nó xấu vậy, bây giờ mới xịt vô nó bây giờ nó cũng đi đột rồi Dạ, nó bung ra được. đó. Vung ra được rồi đó. Dạ. Nó xin Còn qua luôn, lúc đầu là hầu cái vào cái tháng cái hôm trước Tết á là nó còn đỡ lắm cả. à. Mới đầu là khi vào mùa nắng rồi là nó xuống lá xuống nó Nó lần lần tưởng là nó xuống chết luôn dần rồi á, rồi bây giờ là mà các bây cái giờ là cơ nó đọt lại nó phát đi triển được rồi như nè. thế này Đây rồi. nè, bây giờ Dạ. nó ra này, ra đọt nè, À. cũng cũng ra này. Từ trong ra ngoài luôn, cái tường nó không chết.
Dạ là sau hai lần mà anh phun xịt á, về cái cặp đôi Flori Ultra với là cái Inorin mà kết hợp để mình bơm để cho nó phát triển đọt và thân lá như thế này, thì anh có cái cảm nhận là anh đánh giá cái cặp này nó thằng này thì xịt được á, thì thấy nó có hiệu nghiệm. Dạ. Ừ. Dạ rồi, dạ là cảm thì ơn bây anh giờ Phong. thì thấy có hiệu nghiệm đó. Rồi anh em mình sẽ tiếp tục, mình sẽ cùng theo dõi tiếp cho các cái giai đoạn tiếp theo để xem nó phát Thì cái triển như đó thế nào. cũng muốn anh em giúp giùm cho nó những cái cây này cho nó lên để cho nó đẹp lại cái vườn Dạ. nhá, đừng cho bà con có thù chứ. Dạ, cảm ơn anh. Ừ.